hòa chung không khí tưng bừng của cả nước trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng mùng 5 tháng 9, trường tiểu học Quang Trung Long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2024 đến 2025, tới sự có đồng chí Phạm Văn Diện, ủy viên quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các cấp lãnh đạo, giáo viên, phụ huynh cùng hơn 600 học sinh của nhà trường. Năm học 2023 đến 2024, trường tiểu học Quang Trung đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, 280 học sinh được khen thưởng về học tập và rèn luyện, trong đó 185 em được tuyên dương vì thành tích xuất sắc. Nhiều học sinh đặt giải cao trong các cuộc thi cấp quận và thành phố, tiêu biểu như giải bi cuộc thi vẽ tranh Hải Phòng tỏa sáng miền di sản, giải bi cuộc thi Sơn Ca cấp quận, huy chương đồng môn điền kinh hội khỏe phù đồng. Học sinh nhà trường cũng đạt nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa như cuộc thi giới thiệu cuốn sách Tôi yêu và sân chơi trí tuệ dung chuông vàng. Trường có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận, 18 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 3 giáo viên được trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp quận. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Trong năm học 2024 đến 2025, trường tiểu học Quang Trung sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn và thân thiện. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảng dạy. Nhân dịp này, thay mặt quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Phạm Văn Diện, ủy viên quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận tặng quà năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, động viên các em tiếp tục vượt khó vươn lên. Buổi lễ khai giảng khép lại với tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn cho thầy và trò trường tiểu học Quang Trung.